Chính quyền thành phố Seoul ngày 28 tháng 9 đã công bố đối sách tổng hợp nhằm cải thiện chất lượng không khí mang tên vì một Seoul trong sạch hơn năm 2030. Trong đó, thành phố công bố sẽ cấm xe ô tô chạy bằng dầu diesel có lượng xa thải ở mức 4 đi vào bốn cửa ngõ của thành phố từ năm 2025, xúc tiến thay thế toàn bộ xe tải và xe máy giao hàng sang xe điện. Theo quy định hiện hành, chỉ có xe ô tô chạy bằng dầu diesel có lượng xa thải mức 5 mới bị cấm đi vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, từ năm 2025, thành phố sẽ mở rộng đối tượng cấm là xe có lượng xả thải mức 4 đi vào khu vực giao thông xanh, nằm phía trong bốn cửa ngõ Seoul. Sau đó, thành phố sẽ mở rộng khu vực cấm ra toàn bộ thủ đô từ năm 2030. Từ năm sau, thành phố sẽ hỗ trợ 4 triệu won, 2.780 đô la Mỹ một chiếc, mỗi năm là 10.000 chiếc. Nếu chủ phương tiện tiêu hủy sớm xe ô tô chạy bằng dầu diesel có lượng phát thải ở mức 4, Thành phố giải thích, xe ô tô loại này có lượng phát thải bụi nhỏ cao gấp 6 lần so với xe phát thải mức 3. Cùng với đó, thành phố có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ xe máy giao hàng sang xe điện cho tới năm 2025, xe buýt tuyến ngắn và xe tải chở hàng chạy bằng dầu diesel sang xe điện cho tới năm 2026. Để làm được điều này, thành phố sẽ hỗ trợ chi phí tiêu hủy sớm xe buýt tuyến ngắn, mỗi xe 100 triệu won, 69.500 đô la Mỹ, Ngoài ra, thành phố sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc ưu tiên cung cấp xe điện giao hàng với các công ty chuyển phát, hỗ trợ đóng bảo hiểm với chi phí thấp cho tài xế giao hàng bằng xe máy nhằm khuyến khích họ chuyển sang sử dụng xe điện. Với các biện pháp trên, thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi hơn 45.000 xe trên tổng số hơn 80.000 xe ô tô chạy bằng dầu diesel phát thải mức 4 sang xe điện.